Sáng nay, Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng đã triển khai lực lượng đến phun tiêu độc khử trùng khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và những phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội. Hoạt động này được triển khai sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chính thức công bố trường hợp đầu tiên của Hà Nội dương tính với virus SARS-CoV-2. Người dân tại các khu phố này đều được khuyến cáo vệ sinh nhà cửa, hạn chế ra ngoài thời điểm phun tiêu độc khử trùng. Đây là một trong những biện pháp quan trọng để phòng chống dịch COVID-19 khi khu vực này vừa phát hiện ca dương tính. Sáng nay, Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội họp bàn về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện ra trường hợp dương tính đầu tiên tại thành phố. Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu ngoài việc cho học sinh toàn thành phố nghỉ học tiếp một tuần thì cần cho học sinh sinh viên các trường nghề đã đi học rồi cũng nghỉ học tiếp. Như vậy là toàn bộ học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ nghỉ học hết ngày 15 tháng 3. Trước đó, chiều ngày 6 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý cho học sinh trung học phổ thông trở lại học từ ngày 9 tháng 3, còn học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học cho đến hết ngày 15 tháng 3.